Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Giá Heo Hơi 24 giờ hôm nay. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường giá heo tại Việt Nam. Lời đầu tiên ban biên tập xin gửi đến quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công và gặp nhiều may mắn. Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị và các bạn đến với kênh này thì rất mong anh chị và các bạn bấm vào nút đăng ký bên dưới để ủng hộ kênh và không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây là nội dung chi tiết giá heo hơi ngày 22 tháng 11 năm 2024. Nhìn chung, thị trường heo hơi đang điều chỉnh trái chiều tại miền Trung và miền Nam còn miền Bắc khá ổn định. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi ba miền hiện dao động trong khoảng 60.000 đến 63.000 đồng ruột kg. Các ông lớn trong ngành chăn nuôi cho biết, ở thời điểm này nguồn cung khá dồi dào nên giá thành vẫn đang giữ mức ổn định đồng loạt. Tuy nhiên, theo nhận định lứa heo vừa rồi chậm hơn một tháng so với dịp Tết Nguyên đán 2025, nên khả năng cao sắp tới nguồn cung sẽ giảm rõ rệt và kéo theo đẩy giá tăng cao hơn so với hiện tại. Giá heo hơi miền Bắc Theo ghi nhận, giá heo hơi tại khu miền Bắc không đổi trong phiên giao dịch gần đây, hiện đang giữ giao dịch trong khoảng từ 61.000 đến 63.000 đồng trên kg. Trong đó, Ninh Bình và Lào Cai là hai tỉnh có giá 61.000 đồng 1 kg, thấp nhất khu vực. Các địa phương còn lại trong vùng thu mua từ 62.000 đến 63.000 đồng chuột kg còn lại các tỉnh thành khác vẫn giữ nguyên giá không thay đổi. Giá heo hơi tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên giảm một giá tại Thừa Thiên Huế về mức 60.000 đồng trên kg. Hiện tại, giá giao dịch tại các địa phương trong khu vực này hiện không có chênh lệch lớn, mức dao động từ 60.000 đến 61.000 đồng kg, với mức 61.000 đồng một kg xuất hiện tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình và Lâm Đồng. Giá heo hơi tại khu vực miền Nam Thị trường miền Nam ngược chiều tăng 1.000 đồng ruột kg, lên giá 61.000 đồng 1 kg tại Đồng Nai, Bình Dương và Bạc Liêu, Vĩnh Long và Hậu Giang cùng đặt 62.000 đồng 1 kg. Heo hơi phía Nam đang được bán ra trong khoảng 60.000 đến 63.000 đồng ruột kg với duy nhất tỉnh Trà Vinh ghi nhận mức 60.000 đồng trên kg. Giới chuyên gia dự đoán giá heo hơi có thể tiếp tục biến động nhẹ tại một số khu vực trong những ngày sắp tới. Biến động này sẽ phụ thuộc vào tình hình kiểm soát dịch bệnh và nhu cầu thị trường dịp tết nguyên đán cận kề việc duy trì nguồn cung ổn định là yếu tố then chốt để giữ giá cả hợp lý cho người chăn nuôi và người tiêu dùng nguồn cung giảm đi dưới tác động của thiên tai dịch bệnh cùng khoảng trống thị trường mà nhóm chăn nuôi nhỏ lẻ để lại trong cuộc đại di rời cũng tạo ra cơ hội để ngành chăn nuôi heo công nghiệp bứt phá các doanh nghiệp chăn nuôi đang bước vào cuộc chiến giành thị phần tuy nhiên chỉ dành cho những bên đã có sự chuẩn bị dự kiến trong giai đoạn cuối năm giá heo hơi sẽ có xu hướng tăng cao hơn khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào dịp tết nguyên đán các chuyên gia nhận định, nếu không có diễn biến bất thường về dịch bệnh, giá heo hơi có thể ổn định ở mức đến 68, 70 000 đồng ruột kg vào cuối tháng 12, đặc biệt là tại các khu vực có nhu cầu tiêu thụ cao. Hiện, sản lượng lợn nuôi trong nông hộ nhỏ lẻ giảm còn 35 đến 40%, sản lượng lợn nuôi trong hộ chuyên nghiệp và trang trại đã chiếm tới 60 đến 65%. Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có biến động nhẹ trái chiều, một số tỉnh miền Bắc xu hướng giảm 1.000 đồng 1 kg, còn miền Nam ngược lại, giao động trong khoảng 60.000 đến 64.000 đồng chốt kg. Các chuyên gia dự báo giá heo hơi có thể biến động nhẹ trong những tháng cuối năm do nhu cầu tiêu thụ tăng và biến động trên thị trường toàn cầu. Tại Việt Nam, sản lượng thịt heo dự kiến tăng 3% trong năm 2025, đạt 3,8 triệu tấn. Ngành chăn nuôi trong nước đang có những tín hiệu tích cực nhờ việc mở rộng đàn heo và khả năng kiểm soát tốt dịch tả heo châu Phi, ASF. Với nhu cầu tiêu thụ gia tăng vào dịp cuối năm, Giá heo hơi trên cả nước có thể sẽ chứng kiến mức điều chỉnh tăng thêm trong thời gian tới. Theo các chuyên gia, mức giá heo hơi sẽ tiếp tục duy trì ổn định và có thể tăng nhẹ trong tháng cuối năm khi nhu cầu thị trường tăng cao. Ngoài ra, các yếu tố kinh tế vĩ mô và dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến thị trường heo hơi trong thời gian tới. Trong trường hợp dịch tả heo châu Phi được kiểm soát tốt và nguồn cung ổn định, giá heo hơi có thể không có biến động lớn. Tuy nhiên, với tình hình biến động về giá thức ăn chăn nuôi và chi phí sản xuất Người chăn nuôi cần lưu ý điều chỉnh kế hoạch chăn nuôi phù hợp để tránh tác động tiêu cực đến thu nhập. Với tình hình dịch bệnh, thời tiết và các biến động thị trường nêu trên, giá heo hơi dịp Tết Nguyên đán 2024 có thể sẽ tăng, gây tác động lớn đến chi phí tiêu dùng của người dân và lợi nhuận của các hộ chăn nuôi. Theo các chuyên gia, sự tăng giá heo hơi tại các tỉnh miền Bắc và một số khu vực miền Trung có thể là do nhu cầu tiêu thụ tăng cao, nhất là khi giai đoạn cuối năm sắp đến nguyên nhân dẫn đến giá heo hơi tăng là do nhu cầu thịt heo vào cuối năm thường tăng cao do chuẩn bị cho các dịp lễ tết và sự gia tăng tiêu thụ thực phẩm điều này gây áp lực lên nguồn cung đẩy giá heo hơi tăng mạnh tại các khu vực có sức mua lớn như miền bắc và miền trung ngoài ra việc tăng giá còn phụ thuộc vào tình hình chi phí chăn nuôi nếu giá thức ăn chăn nuôi không giảm người chăn nuôi có thể điều chỉnh giá bán để đảm bảo lợi nhuận tuy nhiên trong dài hạn việc kiểm soát tốt dịch bệnh và ổn định nguồn cung sẽ giúp giá heo hơi không tăng đột biến Bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Với xu hướng hiện tại, các chuyên gia dự báo giá heo hơi có thể tiếp tục duy trì khả năng ổn định trên phạm vi toàn quốc. Một số khu vực có thể biến động nhẹ, tùy thuộc vào nhu cầu tiêu dùng ở khu vực đó. Đặc biệt, trong bối cảnh dịp lễ cuối năm đang đến gần, các nhà chăn nuôi có thể bắt đầu chuẩn bị nguồn cung cấp để đáp ứng nhu cầu tăng cao vào thời gian tới. Giá heo hơi trong nước hiện vẫn duy trì ở mức ổn định nhờ vào chính sách điều tiết hợp lý từ các tỉnh thành và ngành chăn nuôi. Người chăn nuôi và thương lái nên theo dõi sát sao thị trường để có chiến lược điều chỉnh phù hợp, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm khi nhu cầu tiêu thụ thường có xu hướng tăng. Dự báo sắp tới, giá heo hơi có thể tăng nhẹ tại một số khu vực, đặc biệt là ở các thành phố lớn và vùng có nhu cầu tiêu thụ cao. Các chuyên gia cho rằng, nhu cầu thị trường đang dần tăng khi các nhà máy chế biến và chợ đầu mối bước vào giai đoạn cao điểm để đáp ứng nhu cầu cho dịp Tết Nguyên đán. Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết Heo nhỏ đã xuất hiện trở lại do tình hình dịch tả heo châu phi phức tạp. Vì vậy, tổng đàn heo không riêng đồng nai mà các địa phương có chăn nuôi đều bị giảm. Đáng chú ý, khi các tỉnh miền bắc bị ảnh hưởng bão, người chăn nuôi đều dự đoán giá heo hơi sẽ tăng lên 70.000 đồng một kg nhưng thực tế đang giữ giá từ 62.000 đến 65.000 đồng chuột kg. Nguyên nhân là các trang trại ở những địa phương không ảnh hưởng bão lũ nhưng đối mặt với dịch bệnh nghiêm trọng nên heo chưa đủ tuổi bị đẩy ra thị trường. Theo các chuyên gia. Thị trường heo hơi đang có xu hướng ổn định sau thời gian dài biến động. Một số địa phương có khả năng tiếp tục đi ngang trong những ngày tới khi thị trường dần ổn định. Tuy nhiên, biến động có thể xảy ra nếu nhu cầu thị trường gia tăng hoặc nguồn cung đột ngột thay đổi. Cuối năm thường là mùa cao điểm và dự kiến nhu cầu tiêu dùng sẽ phục hồi. Cụ thể, công tác tái đàn heo phục vụ thị trường Tết chủ yếu ở các trang trại đảm bảo điều kiện an toàn dịch bệnh. Hầu hết các trang trại này đều mở rộng quy mô chăn nuôi, tăng khoảng 20% số lượng còn tại các hộ có heo mắc bệnh phải tiêu hủy hoàn toàn có tỷ lệ tái đàn bình quân thấp hơn cùng kỳ. Thời gian này, thời tiết mùa Tết thường lạnh và mưa bão, khiến công tác phòng dịch phải được chú trọng hàng đầu. Bà con chăn nuôi cần đảm bảo chuồng trại được khử trùng và vệ sinh sạch sẽ để hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Mặc dù người chăn nuôi vẫn có lời ở mức giá trên 60.000 đồng 1 kg, nhưng với tình hình dịch bệnh phức tạp, nhiều hộ vẫn lo ngại rủi ro mất trắng khi đầu tư tái đàn. Việc tái đàn heo cung ứng cho Tết Nguyên đán 2025 đã bắt đầu từ tháng 9 nhưng tại Đồng Nai hiện chỉ có khoảng 50% số hộ dân tái đàn. Số hộ còn lại chọn tái đàn vào giữa tháng 10, khi giá con giống có xu hướng giảm nhẹ. Như vậy việc tái đàn chậm hơn một tháng so với dự kiến có thể dẫn đến khan hiếm nguồn cung thịt heo trong dịp Tết Nguyên đán 2025, đẩy giá thịt tăng cao. Hiện nay, giá heo hơi biến động thất thường cũng là một trong những lý do khiến người chăn nuôi rẻ rặt. Trước lo ngại nguồn cung thực phẩm cuối năm, nhất là đối với mặt hàng thịt heo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thiệt hại trên sẽ ảnh hưởng đáng kể đối với tốc độ tăng trưởng của ngành chăn nuôi. Để giải quyết nguồn cung thực phẩm từ nay đến cuối năm, đặc biệt vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng cùng vào cuộc để hỗ trợ người dân con giống, thức ăn, vật tư, sớm phục hồi sản xuất và đáp ứng tối đa được nhu cầu thực phẩm. Theo Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, việc tái đàn đang gặp nhiều khó khăn do hàng ngàn hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh buộc phải di rời. Yêu cầu về giảm phát thải trong chăn nuôi cũng được nâng lên rất cao khiến chăn nuôi quy mô nông hộ khó đáp ứng được. Mặc dù hiện nay giá bán heo hơi vẫn mang lại lợi nhuận khá nhưng tình trạng khan hiếm con giống, giá bị đẩy lên cao cũng là nguyên nhân khiến nhiều hộ chăn nuôi e ngại tái đàn. Một số chuyên gia nhận định, thị trường heo hơi trong nước đang chịu áp lực từ việc tái đàn sau các đợt bão lũ, cùng với tình trạng thiếu hụt nguồn cung heo giống tại các khu vực trọng điểm như miền Bắc và miền Trung. Điều này có thể tiếp tục đẩy giá heo hơi xuống thấp hơn trong ngắn hạn nếu nhu cầu tiêu thụ không phục hồi kịp. Sau đợt bão số 3 vừa qua, nhiều tỉnh, thành phía Bắc bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó có ngành chăn nuôi, cần thời gian khôi phục sản xuất. Dự báo thị trường heo hơi vẫn tiếp tục neo ở mức cao trong thời gian tới. Đây là cơ hội về thị trường cho người chăn nuôi đầu tư cho sản xuất vụ Tết. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia và công ty chăn nuôi, nguồn cung thịt heo dự kiến sẽ chưa thể hồi phục ngay bởi việc tái đàn cần nhiều thời gian. Lượng heo giống nhập khẩu năm 2024 khá nhỏ giọt. Trong khi đó, dịch tả lợn châu Phi vẫn tiếp diễn ở nhiều địa phương khiến số heo bệnh, chết và tiêu hủy tăng. Ngoài ra, lượng nhập khẩu thịt heo không tăng mạnh so với cùng kỳ. Vì vậy, mặt bằng giá heo dự kiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao cho đến hết năm 2024. Dự báo giá heo hơi có thể tiếp tục neo ở mức cao đến giữa năm 2025. Lý do là tổng đàn heo đang ở mức thấp Việc tái đàn đang bị ảnh hưởng vì dịch bệnh đang phát triển trở lại ở một số địa phương. Vừa rồi là bản cập nhật thông tin chi tiết giá heo hơi ngày 22 tháng 11 năm 2024 được đăng tải trên kênh giá heo 24 giờ. Cảm ơn các bạn đã xem video và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.